chào mọi người. Hiện tại bây giờ thì Thư TV đã quay trở lại thành phố Biên Hòa thân yêu của mình đây. Bây giờ thì mình đang đi mua bánh bao ở đường Lữ Mành ha. Chỗ này là đối diện với lại chung cư Thanh Bình và xéo xéo là cung văn hóa thiếu nhi. Đường này là đường Cách Mạng tháng 8 ha. Và đây là nơi bán bánh bao đã có từ hơn 20 năm trước đây. Bán chỉ hai cái bánh bao. Hai cái bánh bao. Mình biết cái chỗ này cách đây cũng chỉ một tuần thôi ha. Mình cũng coi Facebook và mình thấy người ta giới thiệu với lại một hộp há cảo nha em. Cho nên là mình đã đến mua một lần và lần này lần thứ hai. Phải nói là chồng mình là một người rất là sành ăn và cũng khen là há cảo rất là ngon. Cho nên là hôm nay là từ Vũng Tàu về là vợ chồng quyết định ghé đây để mua ăn. Nè, để mình cho mọi người coi nha. Há cảo có cái bánh này bánh chị. Không có nhân hả? Bữa sau em. Rồi. Nhiêu em? Dạ 80. 80 hả? Rồi của mình như đây là 80 nha. Để mình đây. Nói mọi người tin không, mình mới đi Vũng Tàu về chợ ăn mặc y như là con búp bê bị hỏng vậy đó. Bây giờ mình lấy 80.000 để mình trả. Cái bạn này mới nhìn đâu mình tưởng đâu em gái mình. Rồi hên quá. Đây là 100.000. Đợi một tí. Mình á vốn dĩ là mình không có ăn được bánh bao đâu mọi người ơi. Tại vì á từ hồi nhỏ mình ăn bánh bao cái mình nghe cái vị bánh bao nó khai khai á, tự nhiên mình đâm ra mình chẳng ai mà không thích đâu nha. Nhưng mà cái bánh bao này ăn á là nó có mùi lá dứa nha mọi người, với lại cái bánh bao nó vừa cái kích cỡ á. Cho nên mình ăn á mình thấy rất là vừa đủ, ngon. Còn chồng mình thì nói là há cảo thì ngon. Đây. Rồi. Cảm ơn. Bây giờ mình về đây. Các bạn ai mà ở Biên Hòa là nhớ ghé cái quầy bánh bao rất là nhỏ xíu hồi xưa nhưng mà có từ 20 năm trước nha mấy bạn. Ở đây là đường Lữ Mành ha. Mua bánh bao xong á mọi người đi bộ vô đó vài bước là có bán mì trộn bò rất là ngon ha. Mà mình do mình không ăn thịt bò cho nên là mình không có đến đó thử. Đông lắm mọi người ơi. Ở đây chỗ này nè, street food. Một trong những nơi street food rất là phổ biến và ngon lành của giới trẻ thành phố Biên Hòa ha. Và giới già già của mình là cũng có thể ghé nha. Ok. Dandy 80,000. Nó cheap rồi đi ha. Rồi. Bây giờ thì vợ chồng của mình về đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của hai chồng Thư TV nha. Bye. Bye đi. Bye. Còn bây giờ là buổi ăn ngon lành của hai vợ chồng mình sau chuyến đi nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu gì đây. Đây là hai cái bánh bao của mình. Đây là hai cái bánh bao, một cái của mình, một cái của chồng mình. Còn đây là há cảo của hai vợ chồng mình. Nước tương ở đây. Nước tương cũng ở đây, tương ớt ở đây. Ngon lắm mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mình sẽ ăn thử để mình cho mọi người biết là bánh bao với há cảo ở cái xe đẩy hả, có thâm niên hơn 20 năm tại thành phố Biên Hòa đầu đường Lữ Mành thì nó sẽ ngon lành như thế nào nha. Mình nói là ổng không có chịu để mình quay phim cho nên là bây giờ là mình quay phim để mình ăn để mình cho mọi người biết là há cảo ở chỗ này nó ngon lành như thế nào nha. Thật sự là ngon lắm mọi người ơi. Mình không phải là người sành ăn mà ngon lắm á. Trong là nhân thịt không à. Mà hôm nay mình chỉ ăn hai cái thôi. Tại nay mình cân nặng 64,1 kg rồi. Không thể ăn nhiều được nữa. Ngày mai mình phải tăng cường tập thể dục lên ra mồ hôi cũng cho giảm khí bớt. Còn giờ ăn hai miếng há cảo thôi. Bánh bao ở đây nha. Không hề có cái mùi khai đặc trưng của bánh bao. Ở gần con có trứng, có thịt. Vỏ bánh bao á mềm xốp. Mà cái bánh bao nó vừa tay của mình, chứ không phải là bự thì là bự. Rồi nó xốp kiểu mà xốp bóng mọi người. Không phải gì đâu. Nó vừa tay của mình. Ăn thơm mùi lá dứa ngon lắm. Nó thiệt ra, nó thẳng ra là mình thích cái gì bánh bao ở đây. Và mình sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa mà tới giờ mình 41 tuổi mình mới biết cái quán này, cái quầy bánh bao này, trong khi người ta đã bán hơn 20 năm. Quá muộn màng đúng không? Ngon.
ở Biên Hòa, mọi người nhớ ghé tới sạp để ủng hộ. Hôm nay mình mua 2 bánh bao, 1 hàng hát gạo, 1, 2, 3, 4, là hình như là 10 cái với giá là 80 cành. Vừa đủ ăn. Giờ thì TV xin ấp cái video ở đây để mình ăn tiếp. Thưa TV xin ngân hàng cảm ơn ông bà cô chú anh chị em đã theo dõi video.